Ladies and gentlemen, this is the most beautiful scenes of the Imperial City. Were recorded from the pavilion of Ngũ Phùng. Yes. Wow. It is so amazing, right? So, ladies and gentlemen, we are going to study about the dynasty of Nguyên family. You see the national treasure of Vietnam. Yes, it was cast by the Nguyen dynasty, of course. Do you know what it is? Can you guess? It's very special product by bronze. And you know they call the bronze curtain. The bronze curtain is about 1,466 kilogram. Yes. You see the symbol of the power and the lastingness of the government of the region. Yes. And of course, it's first very, very special artifact belong to the Nguyen dynasty. And ladies and gentlemen, we are standing in front of the Forbidden City. That is the last word of the Forbidden City. And there was a palace right there named Khen Chen Palace. But you know, it was all run down by the bombs in the war. On the left of the Khen Chen Palace was the house for the Mandarin of Civil. And on the right of the palace was the house for the Mandarin of the military, yes. And here is the courtyard. This is the courtyard for the activity such as birthday party. Just in front of the mainly meeting hall by the emperor right there. Yes, and that is the Thái Hòa Palace. Giám sinh là bẩm sinh ra đã như vậy rồi. Nếu như trước đây làng nào sinh ra giám sinh thì đó là niềm vinh hạnh cho dân làng đó. Bởi vì dân làng đó được miễn thuế đất trong 3 năm. Người ta gọi là sinh ra ông bộ. Những đứa trẻ này được đem vào cung giáo dưỡng và trở thành các thái giám của triều Nguyễn. Còn giám lặt là họ tự nguyện để được phục vụ trong cung. Nhưng mà họ là những người không có gia đình vợ con. Cho nên dưới thời vua Từ Đức, vua Thứ Tư của triều Nguyễn, thì một số thái giám người ta tự nguyện quyên góp tiền để tu sửa một ngôi chùa ở Huế này, đó là chùa Từ Hiếu, trên đường đi đến lăng vua Từ Đức. Mà bây giờ mình nghe là hòa thượng Nhất Thành đấy, thì ông đang sống ở đó, thì có để hương khói cho họ khi họ nhắm mắt xuôi tay. Cho nên trong đó hiện tại bây giờ cũng vẫn có các ngôi mộ của các thái giám nằm ở khu vực đó, lý do là như vậy. Nhưng mà thái giám người ta sống, người ta làm việc trong này, khi người ta khỏe mạnh, khi đau ốm bệnh tật không được ở đây nhưng mà đi ra phía ngoài. Có một cái nhà phía ngoài dân cho không được thái giám khi ốm yếu bệnh tật đi ra cửa bệnh xong thì đi vào lại để phục vụ nhà vua. Mình đi vào phía trong để xem. Bên đây có cái dịch vụ làm vua và hoàng hậu, có nhu cầu làm không? Không, chả ai thích làm vua và hoàng hậu. Thầy cô có làm vua hoàng hậu không?
À, thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị một loài cây rất là đặc biệt được trồng ở trong Đài Nội, trong những cái vị trí rất là đặc biệt. Ngay sân đình sân chầu như thế này có một loài cây này. Đó chính là cây ngô đồng. Cây ngô đồng là nơi mà Phượng Hoàng thường về cư trú. À, với mong muốn của nhà vua là các cái nhân tài về tề tụ về phục vụ cho triều đình, cho nên là nhà vua đã trồng nhiều cái cây ngô đồng ở khu vực gần các cái chánh điện như thế này. Đó. Đây là cũng một phát hiện hay phải không quý vị? Cây ngô đồng. This is Ngô Phùng Palace. Ngô Phùng Pavilion. That's above the southern gate. Or we call the second floor of the southern gate. The southern gate was facing and is now being faced to the south. That's why it is meaning southern gate. Actually, it is the gate of the noon being translated into English with the good architectural details up there. It is being restored recently. Ladies and gentlemen, the Imperial Citadel was built mainly from 1804 to 1833. It consisted of about 147 architectural construction. It was the most important center of the political affairs and daily activity of the court and the family of the Nguyen emperors. The area of the Imperial Citadel is about 36 hectares with four gates on the four sides. The courtyard of the Imperial City is functionally divided into many different areas for the administrative purpose, for the royal ceremony and rituals, and for the daily activity of the family by the Nguyen Dynasty. The center of the area of the Imperial City is the Forbidden Purple City of about 9 hectares in area, which is divided into two sectors, the area of Canton Palace. From Dai Kung Gate to Canton Palace, where the emperors walk and held regular audience and inner court, including all the other buildings which serve at the emperor's residence and palace for daily activity of the emperor, their concubines and the servants. Đây là lầu Ngũ Phụng, hay còn gọi là nơi đọc sách của nhà vua.